Thưa quý vị, như thường lệ, chương trình Xoáy Tin chúng tôi đi đề cập vào những vấn đề nóng hổi liên quan đến những cái tình hình thời sự hiện nay. Và chủ đề ngày hôm nay, anh em chúng tôi trình bày với quý vị, đó là cái sự kiện liên quan đến cuộc bầu cử bãi nhiệm ở tại thành phố Westminster. Và chúng ta trong sáng ngày hôm nay trên chương trình SBTN Morning, chúng tôi cũng đã thông báo là Hội đồng thành phố đã quyết định ngày 7 tháng 4 là ngày sẽ diễn ra cuộc bầu cử. Và ngày hôm nay anh em chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào những vấn đề này. Sao bây giờ có cái ngày để bầu cử rồi thì những chuyện gì xảy ra ngày hôm đó, chúng tôi cũng xin lặp lại và tường thuật với quý vị thể thức bầu nó như thế nào. Và đương nhiên những cái chuyện sắp tới là khi ba vị này mà bị bãi nhiệm thì ai sẽ điền vào chỗ trống đó, và những người muốn điền vào chỗ trống đó bây giờ họ phải làm gì, và tình hình sẽ có bao nhiêu người tranh vào cái chỗ này. Thì đây là những câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi đi sâu vào trong cái sự kiện này. Và xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Trước khi đi sâu vào những cái chuyện này, chúng tôi phải nói rõ để quý vị đừng có quên. Vào đầu tháng 7 năm 2019, một số cư dân của thành phố Westminster không hài lòng với việc làm của ba vị dân cử ở tại thành phố này. Đó là thị trưởng Tạ Đức Chí, phó thị trưởng Kimberly Hall và nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Họ lập ra cái nhóm gọi là Westminster United và họ bắt đầu thu gom chữ ký để mà mở một cuộc bầu cử bãi nhiệm ba vị dân cử này. Thì quy định của California là thành phố Westminster là cái nơi có khoảng cỡ chừng 100.000 dân, nhưng mà khoảng hơn 40.000 cử tri ghi danh đi bầu. Thì với con số đó thì là yêu cầu của luật tiểu bang là phải có khoảng 20% chữ ký thì mới được mở một cuộc bầu cử bãi nhiệm. Và với cái con số mà 42.000 đó thì 20% đó là 8.736 chữ ký. 8.736 chữ ký nếu lấy đủ và được xác nhận thì mở cuộc bầu cử bãi nhiệm. Còn nếu không đủ, coi như không thể mở cuộc bầu cử bãi nhiệm được. Thì khi nhóm Westminster United đó, họ bắt đầu họ đi thu gom, thì đến đầu tháng 11 họ gom được hơn 11.000 chữ ký để mà bãi nhiệm ba cái vị dân cử này. Mỗi vị độ khoảng 11.100 mấy là đại khái như vậy. Nhưng mà nói chung là ba vị này con số khác nhau xíu, nhưng mà mỗi người là họ gom được hơn 11.000 chữ ký. Và họ đã nộp cho thành phố Westminster. Thành phố Westminster đã kiểm chứng những cái này, xác nhận được, và theo luật họ chuyển cho cơ quan bầu cử Orange County. Và cơ quan bầu cử Orange County có 30 business day, tức là 30 ngày trừ những ngày cuối tuần, những ngày lễ ra, thì họ phải certify, tức là phải xác nhận những chữ ký này. Thì khi họ xác nhận chữ ký đó, và họ đã thông báo thành phố vào ngày 26 tháng 12 năm ngoái, là trong 3 ngày này họ đã hơn 11.000 chữ ký thì có khoảng cỡ 2.000 chữ ký là không hợp lệ, rồi khoảng hơn 100 chữ ký nó là bị lặp lại, cho nên cuối cùng bù qua xuất lại chặt bỏ đi, họ gom được, như họ xác nhận được khoảng hơn 9.000 chữ ký cho mỗi người. Tất nhiên con số có thay đổi chút xíu, chứ tôi cũng có đề cập với quý vị rồi. Như vậy là nó chòm chèm, nó dư được khoảng chừng 200-300 phiếu. Đó, con số khá sát nút. Có nghĩa là gì? Nếu mà lấy mà khoảng độ 10.000 phiếu thôi là kẹt, mà họ đã lấy được trên, xin lỗi quý vị, chữ ký, thì họ lấy được trên 11.000 chữ ký, thì sau khi trừ ra khoảng 2.000 thì vẫn còn 9.000. Đó. Và như vậy đó, thành phố Westminster có 14 ngày để mà quyết định cái ngày nào để ra bầu cử. Thì tối ngày hôm qua là ngày thứ Tư, 8 tháng Giêng, Hội đồng thành phố Westminster họp, thì họ đã quyết định là ngày 7 tháng 4 năm 2020 sẽ tổ chức cuộc bầu cử này. Thì xin ban kỹ thuật cho coi cái màn hình của laptop của tôi để cho mọi người biết là chuyện tối qua họp như thế nào. Đã. Thì đây là cái khung quang cảnh tối ngày hôm qua họp ở tại Hội đồng thành phố. Quý vị thấy là khá đông người ngồi để họ quyết định cái chuyện này. Thì họ quyết định ngày 7 tháng 4. Họ có một ngày khác đó họ có thể quyết định, đó là ngày 11 tháng 5, một trong hai ngày đó. Bởi vì họ không thể, theo luật nó không thể quyết định vào cái ngày mà bầu cử sơ bộ tổng thống, đó là ngày 3 tháng 3. Đã. Bởi vì sao? Nó có những cái quy định là anh không được tổ chức bầu cử trước 85 ngày kể từ ngày mà cơ quan bầu cử họ xác nhận, và không quá 120 ngày sau khi cơ quan bầu cử xác nhận, cho nên nó chỉ nằm ở khoảng cuối tháng 3 hoặc là tháng 4 hoặc tháng 5 mà thôi.
Và cái ngày bầu cử phải là ngày thứ ba, cho nên ngày 7 tháng 4 tới đây là ngày thứ ba. Đó. Thì họ chọn ngày đó. Và cũng theo quy định luôn, thì những người nào muốn đã ứng cử thay thế ba người này thì họ có 2 tuần trước ngày bầu cử để mà nộp đơn, cũng như đưa ra cái tuyên bố của mình, và cũng như phải có một số quy định là phải gom được bao nhiêu chữ ký đó. Tôi không nhớ là bao nhiêu, thường thường là khoảng 20 chữ ký, 25 chữ ký là đủ để mà nộp vô để mà ứng cử. Thì trong cái lá phiếu bầu vào ngày 7 tháng 4 tới đây thành phố Westminster, thì mỗi cái phiếu bầu bãi nhiệm như vậy nó sẽ có 2 câu hỏi. Quý vị có đồng ý bãi nhiệm người này hay không? Và nếu đồng ý thì quý vị chọn ai trong số những người trong cái ô thứ hai? Nó sẽ có thể có 1 người, 2 người, 3 người, 4 người, thậm chí cả 100 người luôn, không sao hết, bao nhiêu người đã ứng cử không thành vấn đề. Thì khi nào mà cái số mà bầu cử đó, cái số người đi bầu đó mà trên 50% đó mà đồng ý bãi nhiệm cái người đương nhiệm đó, thì coi như người đương nhiệm bị bãi chức. Và cái người nào mà nhiều phiếu nhất trong ô thứ hai đó, người đó đương nhiên được thay thế. Và thay thế như vậy đó thì sẽ chỉ làm hết cái nhiệm kỳ hiện tại của người đó mà thôi. Còn nếu mà dưới 50% thì coi như cái người bị bãi nhiệm vẫn không bị bãi nhiệm, và họ vẫn tiếp tục ở lại làm công việc đó hiện nay cho tới hết nhiệm kỳ của họ. Thì nhiệm kỳ của thị trưởng Trí Dạ là bắt đầu từ năm 2018 và tới năm 2022 mới hết, tức là 4 năm. Nhiệm kỳ của phó thị trưởng Kim Ly Hồ thì từ 2016 đến 2020, tức là 4 năm. Thì nếu mà bà không bị bãi nhiệm thì bà sẽ làm cho tới cuối tháng 11 năm nay, rồi mới có một cuộc bầu cử khác. Nếu bà đắc cử, bà sẽ tiếp tục nhiệm kỳ 4 năm nữa. Còn nếu mà bà bị bãi nhiệm thì ai mà thế của bà đó thì chỉ ở có trong năm nay mà thôi. Tức là nếu mà 7 tháng 4 bà bị bãi nhiệm, người nào vô thế thì người đó sẽ tuyên thệ là vào khoảng cỡ giữa tháng 4. Thì họ chỉ làm từ tháng 4 cho đến tháng 11 năm nay thì họ phải ra tái tranh cử trở lại cho nhiệm kỳ mới 4 năm. Trường hợp nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí, ông đắc cử vào năm 2018, nhiệm kỳ của ông sẽ hết vào năm 2022. Thì nếu mà ông không bị bãi nhiệm thì ông sẽ tiếp tục làm tới năm 2022. Còn nếu ông bị bãi nhiệm thì người nào vô thế ông đã chỉ làm tới 2022 mà thôi, sẽ sau đó phải ra tái tranh cử trở lại. Đó là về thủ tục để nói sơ qua cho quý vị biết như vậy, thưa anh Long.